hé lộ cách đánh bại âm mưu phong tỏa đường thủy của đế quốc Mỹ. Các bạn thân mến, chống phong tỏa đường biển là một bộ phận của cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam, là cuộc chiến đấu thực sự diễn ra vô cùng gay go ác liệt. Giữa một bên là những cán bộ công nhân viên ngành đường biển Việt Nam, còn bên kia là kẻ thù xâm lược, một đội quân thiện chiến nhà nghề, tiến hành cuộc chiến tranh phong tỏa đường biển vô cùng dã man, tàn bạo và phi nghĩa. Vậy diễn biến của trận đánh đã diễn ra như thế nào và kết quả ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng chân dung lịch sử giải mã trong video ngay sau đây. Âm mưu và hành động của Mỹ. Trước thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân viễn chinh và quân các nước chư hầu của Mỹ vào miền Nam. Đồng thời, âm mưu mở rộng của chiến tranh leo thang phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1967, Mỹ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ hai trên chiến trường miền Nam và ngày càng đẩy mạnh việc đánh phá bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Máy bay, tàu chiến Mỹ đêm ngày đánh phá các mục tiêu trên đất liền một cách điên cuồng, gây nhiều tội ác đối với nhân dân ta. Đồng thời, chúng thả thủy lôi, bom từ trường xuống các bến cảng, cửa sông ven biển, các khu tập kết chuyển tải hàng hóa và các bến phà trên sông, biển miền Bắc. Chúng thả nhiều đợt, mỗi đợt thực hiện theo một phương thức mới, kết hợp nhiều loại thủy lôi, bom mìn, có sự cải tiến và mức độ ngày càng nguy hiểm hơn. Ác liệt, dã man đến nỗi, bạn bè quốc tế và chính người Mỹ cũng không thể tưởng tượng nổi nhân dân Việt Nam sẽ chịu đựng như thế nào. Đợt 1, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 20 tháng 5 năm 1967. Lúc đầu, chúng thả 106 quả thủy lôi xuống 4 cửa sông lớn là sông Mã, sông Lam, sông Danh và sông Nhật Lệ thuộc địa bàn quân khu 4. Riêng ở Hải Phòng, chúng thả ở các luồng lạch xung quanh thành phố với ý đồ vừa thăm dò dư luận, vừa xem khả năng phản ứng của ta. Tiếp đó, chúng dùng máy bay A-6A, AD-6, F-4, F-7, F-8 liên tục thả hàng ngàn quả thủy lôi MK-50, loại thủy lôi cảm ứng âm thanh, và MK-52, loại thủy lôi cảm ứng từ trường, hình thành những tuyến chướng ngại trên khắp các cửa sông, biển miền Bắc. Do đặc điểm các dòng sông ở miền Bắc có luồng chảy hẹp, uốn lượn ngoằn ngoèo và bị hỏa lực dày đặc của các lực lượng phòng không ba thứ quân của ta đánh trả quyết liệt, nên máy bay địch không thể bay thấp để thả thủy lôi trúng luồng. Những quả thủy lôi rơi trúng luồng cũng ít phát huy tác dụng vì bị ta phát hiện, rà phá, tháo gỡ. Do vậy, trong đợt 2, từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 10 năm 1968, địch đã sử dụng bom từ trường DST-36 để thay thế các loại thủy lôi. Đây là loại vũ khí rất nguy hiểm, có tác dụng chiến đấu cả ở trên cạn và dưới nước. Khi được thả từ máy bay xuống, bom từ trường chìm sâu dưới đất nên rất khó phát hiện, và có phát hiện được thì cũng rất khó đưa lên. Nhất là ở dưới nước nên mức độ nguy hiểm của nó lớn hơn rất nhiều. Với âm mưu cắt đứt hoàn toàn các tuyến giao thông thủy bộ của ta, địch thả hàng ngàn quả thủy lôi, bom từ trường DST-36 xen lẫn với bom phá dưới các cửa sông, bến phà, bến cảng, cửa biển. Những khu vực trọng điểm, chúng thả với mật độ dày hơn. Trong cả hai đợt, từ tháng 2 năm 1967 đến tháng 10 năm 1968, đế quốc Mỹ thả 74.718 quả bom mìn các loại, trong đó có gần 7.000 quả thủy lôi và bom từ trường, phong tỏa 24 cửa sông, biển lớn nhỏ từ cửa Tùng, Vĩnh Linh đến cửa Văn Úc, Hải Phòng. Riêng khu vực xung quanh cảng Hải Phòng, chúng đã thả trên 1.500 quả, sông Danh 2.000 quả, cửa Ròn 1.500 quả. Vào giai đoạn cuối, địch thả những loại thủy lôi, bom từ trường đã được cải tiến như DST-36-MOD, DST-36-MOD-2, DST-36-MOD-3, chủ yếu là cải tiến đầu nổ MK-42 theo các mốt 1, mốt 2, mốt 3 để ta khó tháo gỡ, làm mất tác dụng chiến đấu của vũ khí thủy lôi, bom từ trường của chúng. Nhằm làm gián đoạn giao thông giữa Hải Phòng, thành phố cảng lớn nhất của miền Bắc với các tỉnh,
địch đã ném bom phá sập cầu rào, cầu niệm và thả dày đặc bom từ trường DST-36 xuống dưới lòng sông, bịt các cửa sông, bến phà xung quanh thương cảng, gây khó khăn cho vận chuyển hàng hóa, viện trợ của nước ngoài vào cảng, và từ cảng không thể chuyển đi nơi khác. Với ý đồ biến thành phố cảng thành hòn đảo cô lập với nội địa. Không những thế, đế quốc Mỹ còn liên tục cho máy bay giám sát các tàu chở hàng của Liên Xô, Cuba và các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên đường từ biển vào cảng Hải Phòng. Chúng đã bắn tên lửa, rocket vào hai tàu chở hàng của Liên Xô đang đậu ở cảng, gây thiệt hại về vật chất và làm thương vong một số sĩ quan, thủy thủ của đội tàu, bất chấp sự phản đối của dư luận. Những nhân tố tạo nên thắng lợi của chiến công thủy lôi và bom từ trường. Thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân, ta đã tổ chức một lực lượng lớn phòng không ba thứ quân và công binh giả phá bom mìn thủy lôi, bao gồm các lực lượng chuyên môn của Hải quân, bộ đội công binh chủ lực và địa phương, các đội giả phá của dân quân tự vệ ở các vùng ven sông, ven biển miền Bắc. Trong đó, Hải quân là lực lượng xung kích đi đầu, làm nòng cốt rà phá bom mìn thủy lôi của địch, giải tỏa các luồng vận chuyển quan trọng ở ven biển và đường ra vào các cảng biển. Trong cuộc chiến đấu anh dũng đó, lực lượng của ta phá hủy được 13.346 quả thủy lôi và bom từ trường, đập tan âm mưu và hành động phong tỏa bằng thủy lôi và bom từ trường vô cùng thâm độc và xảo quyệt của đế quốc Mỹ trên sông biển miền Bắc. Để có được thắng lợi oanh liệt đó là kết quả tổng hợp nhiều nhân tố tạo thành của sức mạnh nội lực và ngoại lực được huy động cao độ trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường. Trong đó tập trung: thứ nhất, đó là sự chủ động, nhạy bén trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Đây là nhân tố hàng đầu, quyết định nhất tạo nên thắng lợi trong chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông biển miền Bắc. Ngay từ sớm ngày 1 tháng 6 năm 1966, trước khi đế quốc Mỹ thực hiện phong tỏa bằng thủy lôi và bom từ trường vào đầu năm 1967, Quân ủy Trung ương đã xác định vấn đề chống phong tỏa là nhiệm vụ cấp thiết. Bộ Tổng tham mưu chỉ thị tích cực triển khai các biện pháp phòng chống và giao cho Hải quân làm nòng cốt, tuần tiễu, tìm đường vòng tránh, tổ chức tháo gỡ thủy lôi, biên soạn thành tài liệu huấn luyện, nghiên cứu cách rà phá thủy lôi. Đầu năm 1966, Đảng ủy Quân chủng Hải quân ra nghị quyết lãnh đạo quân chủng chủ động xây dựng kế hoạch chống địch phong tỏa đường thủy. Ngày 3 tháng 5 năm 1972, Quân ủy Trung ương ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chống phong tỏa thủy lôi, bảo đảm giao thông vận tải biển. Quân ủy Trung ương giao cho Quân chủng Hải quân chủ động phối hợp với các quân khu, quân chủng, binh chủng và cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực thực hiện việc chống phong tỏa, tổ chức quan sát dọc ven biển, ven sông lớn, tiến hành phá gỡ thủy lôi của địch. Ngày 17 tháng 7 năm 1972, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức quán triệt các chủ trương, chỉ thị mới của cấp trên, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ và ra nghị quyết chuyên đề về chống địch phong tỏa. Về trong quá trình tổ chức thực hiện, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân thành lập đội 8 công binh thuộc Bộ Tham mưu Hải quân, làm nhiệm vụ tham mưu cho quân chủng tổ chức nghiên cứu cách phòng chống địch phong tỏa. Thành lập Ban nghiên cứu kỹ thuật, sau này thành lập tiểu đoàn tàu rà phá thủy lôi. Thứ hai, đó là sự phối hợp nhịp nhàng và phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, trong đó Hải quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt. Chống phong tỏa bằng thủy lôi, bom từ trường là cuộc chiến đấu mới, khó khăn, phức tạp, dễ bị tổn thất người, phương tiện, nhất là trong điều kiện ta chưa có nhiều kinh nghiệm, hạn chế cả về phương tiện và công nghệ. Nên Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã sớm chỉ đạo thực hiện tốt việc phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, trong đó lực lượng Hải quân làm nòng cốt. Ngay từ ngày 23 và 24 tháng 6 năm 1966, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức hội nghị hiệp đồng giữa Hải quân với các lực lượng có liên quan để quán triệt chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu, thảo luận kế hoạch chung và hai đề án chống địch phong tỏa thủy lôi do Quân chủng Hải quân soạn thảo. Ngày 27 tháng 6 năm 1966, Bộ Tư lệnh Hải quân chủ trì tổ chức hội nghị hiệp đồng chống phong tỏa thủy lôi với Quân khu 3, Bộ Tư lệnh 350, Bộ Tư lệnh Công an Vũ trang và Công an Vũ trang Hải Phòng, phân công trách nhiệm cho từng lực lượng.
Bộ Tư lệnh Hải quân cũng chủ động hiệp đồng cụ thể với Cục Vận tải Đường biển, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn, các đơn vị lực lượng vũ trang Hải Phòng trong thực hiện rà phá chống đế quốc Mỹ, phong tỏa sông biển bằng thủy lôi và bom từ trường. Chính nhờ thực hiện tốt sự phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp đã phát huy cao nhất ưu thế, sở trường và sức mạnh của các lực lượng đánh bại âm mưu, hành động phong tỏa sông, biển của đế quốc Mỹ bằng thủy lôi và bom từ trường. Thứ ba, đó là sự thông minh, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, tích cực, chủ động, vừa tiến hành rà phá, vừa nghiên cứu vươn lên làm chủ khoa học trong thực hiện rà phá thủy lôi và bom từ trường. Với trách nhiệm là nòng cốt, ngay từ sớm, Quân chủng Hải quân tổ chức đội phá thủy lôi có trách nhiệm nghiên cứu kỹ thuật, tìm cách tháo gỡ và huấn luyện, hướng dẫn cho lực lượng liên quan khác tham gia tháo gỡ, rà phá thủy lôi. Ban nghiên cứu kỹ thuật trực thuộc chủ nhiệm hậu cần Hải quân nghiên cứu các loại phương tiện, vũ khí, trang bị của các nước viện trợ nhằm cải tiến cho phù hợp với điều kiện của ta và nghiên cứu cải tiến chế tạo mới phục vụ cho chiến đấu của quân chủng. Lực lượng Hải quân phối hợp với lực lượng tại chỗ để khảo sát, nghiên cứu, tìm cách tháo gỡ, rà phá, nghiên cứu nguyên lý gây nổ, tìm ra nguyên lý hoạt động chiến đấu của thủy lôi địch, phục vụ cho việc nghiên cứu chế tạo các phương tiện, thiết bị rà phá có hiệu quả. Từ những khám phá, kết luận về thủy lôi và bom từ trường của địch, cán bộ ngành kỹ thuật Hải quân đã phối hợp với các xưởng 46 và 56 của quân chủng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công các phương tiện, thiết bị rà phá thủy lôi như HDL-9, Hải quân diệt lôi 9, chế tạo thành công thiết bị rà phá mang tên HT-5, Hải quân từ trường 5, là thiết bị phóng từ có cấu tạo gọn nhẹ, hiệu quả, và sau đó cải tiến thành thiết bị HT-6 có hiệu suất chiến đấu cao hơn, thử nghiệm thành công và cho ra đời những chiếc máy phóng từ hiện đại mang ký hiệu 480 và 311, có kết cấu gọn nhẹ, có thể lắp trên các phương tiện tàu xe, cano để phá bom từ trường mang đầu nổ MK42. Và chế tạo các khung dây gây biến thiên từ trường lớn, dùng tàu tuần tiễu 50 tấn kéo để phá thủy lôi MK52 của địch. Việc nghiên cứu, chế tạo thành công các thiết bị, phương tiện phóng từ, rà phá thủy lôi đã củng cố ý chí, quyết tâm chiến đấu, tạo ra động lực to lớn cho lực lượng Hải quân cũng như các lực lượng hiệp đồng khác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chống phong tỏa. Kết quả của chiến đấu chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường đã thể hiện sức mạnh tổng hợp mang tính đặc thù của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng lợi này có ý nghĩa chiến lược, là thành công của nghệ thuật chống phong tỏa sông biển. Nửa thế kỷ đã trôi qua, những bài học quý báu về chống địch phong tỏa sông biển ở miền Bắc vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và vùng biển đảo Tổ quốc hiện nay. Như vậy, ngay từ đầu, công tác phòng chống địch phong tỏa sông biển bằng thủy lôi và bom từ trường đã được chỉ đạo chặt chẽ, chủ động và chuẩn bị rất tích cực, có phân công nhiệm vụ cho các lực lượng hiệp đồng cụ thể. Trong đó, Hải quân giữ vai trò là nòng cốt, chủ lực, đột phá, đi tiên phong trong cuộc chiến đấu quan trọng này. Bạn có đánh giá như thế nào về cách đánh sáng tạo này của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.